Quỳnh Anh giành ngôi quán quân siêu mẫu châu Á 2021. Tối ngày 13 tháng 12, đêm chung kết Supermodel Me siêu mẫu châu Á 2021 mùa thứ 6 đã chính thức diễn ra với sự tranh tài của 3 cô gái: Quỳnh Anh đến từ Việt Nam, Nikki đến từ Philippines và Hana đến từ Singapore. Ở vòng thi cuối cùng, top 3 phải trải qua 2 vòng thi là chụp ảnh và catwalk để giám khảo chọn ra cô gái xuất sắc nhất giành được chiến thắng cuối cùng. Sau khi thực hiện xong thử thách, Quỳnh Anh là người có sự thể hiện nổi bật hơn so với 2 cô gái còn lại. Nhiều người cho rằng cơ hội chiến thắng của Quỳnh Anh là điều hoàn toàn có thể khi ban giám khảo dành khá nhiều lời khen có cánh cho đại diện của Việt Nam. Ở chặng đường cuối cùng, nữ người mẫu đã thể hiện được đúng bản lĩnh của một người đầy kinh nghiệm. Đến phần đánh giá và loại cuối cùng, thí sinh đến từ Singapore Hana đã dừng chân ở top 3. Hai cô gái còn lại là Quỳnh Anh cùng Nikki nắm tay nhau như chuẩn bị đăng quang hoa hậu. Cuối cùng, với sự thể hiện xuất sắc, đại diện Việt Nam Quỳnh Anh đã được xướng tên chiến thắng, trở thành quán quân Việt Nam đầu tiên trong một cuộc thi người mẫu mang tầm quốc tế như thế này, khiến mọi người vô cùng tự hào. Được biết, Quỳnh Anh là người mẫu sinh năm 1999, cao 1m71. Cô được biết đến khi trở thành Á quân The Face 2018. Để có được thành tích ngày hôm nay, người mẫu trẻ đã không ngừng nỗ lực trong suốt quá trình tham gia cuộc thi. Hiện Quỳnh Anh vẫn đang sống tại Singapore và đang đợi chuyến bay để trở về Việt Nam sau hơn 5 tháng sống tại đây. Một lần nữa, chiến thắng của Quỳnh Anh đã giúp cho nhan sắc Việt thăng hạng trên bản đồ nhan sắc quốc tế.